Ok, chào cả nhà. Cái video clip này á thì mình hy vọng là mình giúp được tất cả các bạn nào mà có cái máy laptop xách tay mà mình muốn đi đâu á thì mình xách ra mình làm việc. Còn nếu mà về nhà thì mình có thể được có nhiều cái màn setup, được nhiều cái màn ảnh lớn. Thì mình hy vọng là mình giúp được các bạn ha. Cái máy laptop của mình là hiệu Microsoft, thành ra mình phải order cái dockstation cũng phải là Microsoft. Thì tùy theo cái laptop hiệu nào mình phải order theo cái dockstation của cái hiệu đó nha. Muốn làm như vậy á thì mình phải order cái gọi là cái dock station là một cái của mình á, cái máy của mình là cái máy Microsoft, thành ra mình sẽ mua cái dock cũng cũng giống như Microsoft Surface sao. Rồi thì nó sẽ ra là giống như vậy, cái dock nó sẽ ra là giống như vậy. Đó. Cái này là cái dock của Microsoft. Đó. Thì cái cục này là cái cục power, cục điện để chạy qua cái đó. Cái này á, là cái này hút, là nó gắn giữa cái cục power này với là cái đó, connect chung với cái đó ha. Cái đó này nè, đó đó, cái này sẽ đi với cái này, sẽ gắn vô cái đó. Đó, gắn vô chỗ này. See. Gắn vô chỗ này. Nhớ mình phải mua thêm mấy cái quai mà để gắn qua cái monitor đó. HDMI, cái quai HDMI, tại cái monitor nó sẽ có hai cái loại, một cái lỗ cho cái HDMI và một cái loại cho VGA. Đó, thì khi mình order dây điện mà để nối giữa cái máy laptop của mình với là cái monitor, cái màn ảnh á, thì make sure mình order cái loại mà female, là gọi là đàn bà đó. Đó, cái nối nó sẽ nó hổng xuống, còn cái máy monitor nó sẽ là male, gọi là cái của đàn ông, thì mình hook up nó, mình connect nó lại, mình nối liền nó lại. mèo là nó lồi ra, còn cái này nó lõm xuống thành gọi là female, thì cái này mới gắn vô cái này đó, mình sẽ gắn lại lên đó, xong rồi mình thay nó lại. Cái này cũng rất là dễ làm nha. Bây giờ thì mình gắn cái con mouse, con chuột á, không cần dây điện, thì mình gắn cái signal của nó vô cái đó để nối liền nó lại. Bây giờ thì mình gắn luôn cái keyboard ha, cái wireless, gắn cái wireless ha. Đó, một cái laptop ra được ba cái. Bây giờ mình sẽ set up thử coi cái mình set up cái display đó nha. Bây giờ mình set up cái monitor ba hút, nối liền ba cái monitor với cái laptop của mình, thì mình vô phần cái setting, mình vô cái phần system nha, rồi mình bấm vô cái display. Finally mình làm được cái ba cái monitor nè, mình identify nè, đây số 1 nè, số 1, số 2 và số 3. Bây giờ thì mình chỉ các bạn how to set up làm sao mà khi mình đóng cái máy laptop lại á, nhưng hai cái màn ảnh monitor mình á, nó vẫn làm việc được. Mình không cần phải cái máy laptop mở all the time đâu. Thì trước hết á, là mình vô cái phần battery, là cái phần mà để chặt, mình có cái signal chặt điện nằm ở góc dưới của cái máy computer. Thì mình right click nó. Khi mình right click nó, mình sẽ thấy được cái power option. Thì khi mình nhìn bên tay trái của màn ảnh á, thì mình sẽ thấy được cái chữ là what's closing the lid does, nghĩa là khi đóng cái máy laptop lại thì như thế nào. Thì trên cái cột mà cái battery á, cái bên cột phần mà phần pin á, thì mình để là do nothing, còn bên cái cột mà nó để là plug in, là bên cái cột được cắm vào á, thì mình cũng là do nothing luôn nha. Bây giờ thì mình set up cái điện thoại gắn liền với lại cái máy laptop luôn ha. Để nhìn chung là từ cái laptop ra hai cái màn ảnh lớn, hai hai ba cái màn ảnh lớn, để giúp cho công việc làm của mình nó hiệu quả hơn. Ai giúp ai làm việc ở nhà hay qua công ty á, nó dễ dàng hơn ha. Còn đây là cái màn ảnh thứ ba, mình có thể hút up chung. Đại khái chắc mình cần hai cái. Đây là cái bình bông mình cũng mới vừa cắm xong, beautiful, để giúp cho cái không gian làm việc của mình nó thanh thản hơn.
hy vọng là mình giúp được các bạn ha. Thôi chúc cả nhà một ngày cuối tuần, hôm nay là ngày cuối tuần, một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Bye bye.